Này nói đi như vậy sao? Đây, nó lộn xộn mới nó đợi tiền đợi tiền đợi tiền ha lắm này. Gà nữa đó hả? Gà thịt. Mấy nhà này chim đang đẻ nè. Con này đang đẻ nè. Nhưng mà cặp đẻ gì chứ sao có bán không? Bán cái nó nếu mình ăn đẻ rồi cặp chiều hai. Còn này, cái này khoảng 3 tháng 4 tháng tuổi nè. Cũng cắn nhau dữ lắm. Biết chống mãi chưa? Cái này bắt đầu mới biết chơi chuẩn bị mới biết thôi cười chứ biết. Cái này phải 3 tháng mấy 4 tháng tuổi rồi nè. Này nè. Cái thôi sao bán cặp nhiều? Hả? Thì sao bán cặp nhiều? Cái này nếu mà giờ nếu bắt thì bắt cái loại nào rồi sao? Con tham khảo đặng về ví dụ như lên YouTube này kia đi coi học hỏi đang làm chuồng đâu chứ nhà, ở dưới vùng quê có con đất thì nó cũng rộng lắm mà làm chỗ này thì nó hơi hẹp quá. Cái hẹp là nuôi bây giờ đây chỉ rộng lại để mà bán thôi chứ không có nuôi trong kia. Có chỗ nuôi trong kia nữa hả? Này cái chim tấm nè. Con này nó đang đẻ nè. Chim tơ mới lớn lên nó đẻ. Rồi ví dụ con nuôi gì đó rồi chú Sáu có thu lại thịt lại con. Hả? Sao chú Sáu có thu thịt lại cho con? Nào giờ chú chưa có thu. Nhưng mà chú giờ là không có đem về không đủ bán trong đem về quay hết bởi vì này nó nghẹn lại là hôm nay bị trong cái ba dịch nè, không ta không đi lấy luôn gửi không được nè. Rồi chú Sáu ơi, ba dịch này không làm ăn gì được chú Sáu ơi. Mấy này đang đẻ nè. Đang nha mấy người đang đẻ gì nhớ ghi với này nè. Chị chứ sao mà lặng nó có nuôi cút rồi hay gì? Nè nuôi cút nè, bây giờ thất bại nuôi bỏ ăn thịt hôm nay rồi tất chơi. Sao vậy? Nó đâu có kinh tế gì đâu, tính ra nó lỗ. Nó đẻ là đạt 100% luôn á nhưng mà nó không có kinh tế chứ nó ăn quá mà nó bán ra không đủ tiền thức ăn. Người gà tre này bán nữa hay gì đây? Bán còn nhiêu sao? Này con 500. 500 điều ha. Gà con này, gà con á. Gà con mới lớn nha. Gà con này bán sao? Thấy cái này chơi như tiếng quay cũng mê quá. Nè, đây thì nó chú bắt đây nè, bây dặn gỡ hôm nay rồi không gửi đi Sài Gòn được nè. Này ba chim này chỉ xanh không nè. Chỉ xanh hả? Nó nhốt vô trong chuồng chặt hẹp chuồng dưa, nó hơi dơ ha. Cái này bỏ ngoài mà nuôi sạch sẽ một cái đẹp hơn sao? Đẹp lắm. Này cái nãy sáu nó cặp nhiêu cua nè? Hả? Cái này cặp 800. Cái này biết chống máy rồi đó. Cái này nó mới làm chuẩn bị biết thôi chứ chưa biết đó, còn khi nào mà chắc chắn nó chỗ mã cườm chỗ lông cổ rồi mới biết chắc chắn chứ còn cái này cũng chưa biết. Con nào mặt đỏ rồi đầu ấy thì nó là mặt cái đầu lớn thì hôm nay là trống chứ không phải như gà sao ta? Không, nó khoảng 4 tháng tuổi trở lên nó mới biết chống máy. Có phân biệt lắm, nó như là con chim chỉ vậy đó. Ôi như con mà gà sao vậy đó, có phân biệt chống máy lắm. Ấp nở tại nhà luôn hay sao? Đây là còn có mấy cái chim trưởng thành ở trên này nè. Trên nữa hả? Ừ. Trời ơi. Chỗ chật hẹp như vậy quá, hôm nay tính đem về chẳng quá bớt. Giờ giờ mà tính ra chỗ hẹp vậy mà nuôi nhiều cái này vậy là kinh tế rồi đó chứ, tận dụng từng mét vuông luôn. Dễ nuôi lắm, không có gì chơi. Ây ô, trên gác nữa hả? Ừ. Này còn đẻ gì sao? Này đang đẻ không nè. Em ừ, cái này mà thảo ngoài đẹp lắm chứ sao có lông kìa. Nó đẻ lượm trứng nè. Nó không áp sao chứ sao? Nó nuôi quan giả áp chứ mà nuôi nấy nó quá. Mà cái con trống cái này nó trưởng thành nè, lông lá nó dài đó. Con ký 7 ký 8 đó. Nó nè. Đó. Rồi cũng sợ nuôi nhưng mà có đầu gà có nó cũng số lượng nhiều nuôi vậy nha. Con này cái chim chỉ đỏ, còn con má chim chỉ xanh. Ép cho nó ép lộn luôn. Tính cho nó lộn đi, nó ra màu cho nó đẹp một chút. Mấy con này mà nó đạp qua con gà chắc ngổ lắm ta. Nó nuôi thử nhưng mà nó không kết quả. Nó thử luôn đó hả?
Rồi làm thử rồi đó, mua ba ngà tre về con 700 nó về để bán lại đó. Ép ra vẫn đẻ. Nhưng cái con đó nó bị phù cái đầu vậy nè. Là nó bị mà nuôi rồi không sống. Dặn như nó đây nó ra, dặn nó lai ha. Cái con đẻ không đó. Này tận dụng từng mét vuông thiệt. Bây giờ nó bị về chỗ nó chặt nè, rồi khi người ta đặt hàng rồi con lớn nhỏ rồi kia rồi đem về cứ hốt đại về đây rồi gọng lại rồi ai mua bán mà một lần đâu đem về đâu hai ba ngày là hết rồi, hôm dịch tới nay nó còn sừng ra đây chứ. Cái này mà cắt cánh đã ngoài được rồi chứ sao? Cắt cánh thì nó không đẹp nhưng mạnh lắm. Rồi cái này có chứ con nào chim chỉ xanh trắng đâu? Hả? Chim chỉ trắng là hết rồi, không có. Mày chỉ đỏ mà. Mày chỉ xanh máy đó. Này sao bán nhà hàng ký 200 mấy thế à? Cái này nhà hàng là tôi mua hôm nay tôi bán 240. Có nhiều nó cũng thu hết rồi. Ừ. Có nhiều nó cũng thu hết rồi. Nhà hàng thì nó ngay ra nó lâu lâu có đợt tôi đặt hàng á, đặt nám á. Thì nó gạo nó kiếm nhưng mà mình đây cũng khi không có đủ cũng nhớ đâu. Rồi khi nó đặt tôi đưa quần về trong mấy chỗ mấy thằng cháu trong kia nó đưa gom cũng không đủ cho bán nữa. Mà tại con hỏi chứ sáu đầu ra thôi chứ mình mà mình đam mê con gì cái mình nuôi là mình nửa sau này nó đẻ ra mình tự nguồn ra lên mà nè. Bây giờ nếu mình nuôi ra là không đủ mà thị trường đâu, bây giờ mấy thời gian dài nó thì không biết sao. Chứ bây giờ thì thôi là không có đủ quán đâu. Giờ không đủ rồi. Giờ người ta nuôi mấy cái này dí tròn á chứ sao? Chồm bây giờ tính ra nó không kinh tế như vậy chứ nuôi tính ra nó ăn á, cái lượng nó ăn á. Một ngày á, đây tôi nuôi 12 con trên này nè. Là một ngày tôi cho không khí đồ thức ăn. Có cho nuôi tròn nữa hả? Một lần quá nuôi mà bỏ rồi. Thử cái chân. Mấy cái này nó đẻ dưới rồi, giờ đẻ dưới chứ coi dưới là hai một thùng đẻ dưới thì trong ngoài trứng đang áp rồi. Này bị cỡ nhiêu mấy vuông ta? Bây giờ có nó 2-3-4 mét vuông muốn tận dụng nuôi nhóc luôn trời. Bây giờ là một thùng cái thùng máy đó mà tôi nuôi 3 con 4 con mà nuôi vẫn đẻ cho đàng hoàng. Có cái thùng để như trên đó đó. Ở giữa chú Sáu nuôi ở chổng là ở nhà nữa hả vậy? Ở trong kia thì có thằng cháu người giao cho nó nuôi chổng á.